thay tôi cầm bút làm sao thay không, tôi cầm bút thay thay sẽ ép lại. Hôm nay lại có cái anh Ngọc Nhi nhỉ, Ngọc Nhi không học được rồi. Cháu học xong 12 rồi á? Ồ, vậy con 18, 19, 20 rồi ạ? 20 tuổi rồi. Con học xong 12 được á hả? Vẫn theo các bạn được. Này đang đi học tiếp là học trung cấp hay là con học gì? Còn bây giờ con học tiếp cái gì? Học trường khuyết tật ở trên kia. Trường khuyết tật ở trên thành phố. Vâng, mẹ học tin học. Công nghệ thông tin. Con học tin học hả? Năm thứ mấy rồi? Năm nay con mới học xong 12 năm. Con thi tốt nghiệp được điểm cao không? Không, cháu không phải thi. Cháu được đặt cách. Bây giờ học công nghệ thông tin ở trên trường khuyết tật ở trên thành phố. Dạ vâng. Ừ. Mà cái tay này con dùng được hả? Con đánh bàn phím được hả? Ừ, phím được. Nói vậy Hoàng. Lát nữa con đem bút với sách cho đây viết cho nhìn cái nha. Còn cách nào con viết từ lớp 1 luôn đến giờ, từ nhỏ đến giờ luôn đấy hả? Ừ. Để bà con viết bài thi con thấy hảo không? Theo được các bạn không? Theo được các bạn không? Lớp 2, lớp 1 đến lớp 9 thì theo kịp, nhưng mà cấp 3 là các bạn viết nhanh thôi. Còn tài thôi. Về nhà con đọc tài liệu thêm hả? Nhưng mà con vẫn lên lớp, không có thấy ở lại lớp nào đúng không? Dạ vâng. Giới thiệu với sơ tỉnh, đây là Nguyễn Hữu Việt Hoàng. Đấy, mọi người mà cha khai thác Thanh Hóa đặt cư mang từ mấy năm rồi nhờ? Từ hồi biên hoàng giờ là mấy năm rồi nhờ? Như là 5, 6 năm. 5, 6 năm nay rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Bao nhiêu ân tình nhờ? Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu là cái cuộc viếng thăm rồi. Thế hôm nay thì mẹ con đi đâu rồi? Hôm nay mẹ con đi đâu? Hôm nay em của con ốm nên là bố mẹ con có chở em lên trên viện để khám. Em con ốm nên là bố mẹ đưa con đi viện, đưa em đi viện rồi. Đây là bố mẹ hôm nay là đưa em lên bệnh viện Nhi. Em còn lớn chưa? Em còn có khỏe không? Em khỏe. Bị ốm em ốm thôi chứ là không có bệnh giống con phải không? Dạ không, con mình con bị bệnh. Vậy thôi. Bố mẹ con có khỏe không? Bố mẹ khỏe. Bố mẹ đi làm được rồi. Ở chung nhà với ông bà luôn. Dạ vâng. Nếu bây giờ ông bây giờ là cũng bị tai biến rồi, nằm một chỗ rồi đó. Ông cũng mới đi bệnh viện về đó. Hôm nay xuống thăm Hoàng mà lại thăm ông luôn phải không? Đây cho tỉnh, đây là Nguyễn Hữu Việt Hoàng, là bằng tuổi con Ngọc Nhi. Và hai người thì cũng có gặp nhau chưa con? Chưa có gặp nhau nhưng mà tương tác với nhau. Tương tác nhau trên mạng thôi phải không? Thì Ngọc Nhi thì thua Việt Hoàng ở cái dáng vẻ bên ngoài đó. Nhưng mà Hoàng thì lại thua Ngọc Nhi cái họng. Tức là Việt Hoàng thì cái họng của Việt Hoàng là bị lở bét ở trong á. Cho nên là không nói to được. Không có ăn đồ cứng được, thì cứ phải xay cháo ra thì mới nuốt được thôi. Còn Ngọc Nhi á, thì cái họng thì lại không có bị sao, cho nên là nói được, nói giỏi, ăn thì cũng được. Nhưng mà Ngọc Nhi thì thân xác ở bên ngoài á, thì bị nặng hơn là Việt Hoàng. Đấy. Đây Ngọc Nhi là trên đầu nó bị ấy, nhưng mà Hoàng là cái đầu tóc thì vẫn ok, đẹp trai nè. Con vậy con thường ngày con ăn gì? Cháo. Ăn cháo hoặc có phải say không con? Có say. Bà bố mẹ giúp con hả? Bà bố mẹ giúp con nhiều. Mà con có tự ăn được không? Hay là có ăn được không? Có. Có hai tay hả con? Vâng. Có khi nào bị đổ không? Có không đổ. Đấy, ngón tay ngón chân là không có ngón. Có đau không con? Đều có đau không? Ngứa thôi. Con chỉ ngứa thôi. Đau. Con thấy cái bàn chân, con coi cái bàn chân của con nào. Tức là nó cũng không ngón nhưng mà nó bị bọc thôi. Nó bị bọc lại. Ngọc Nhi thì nó lở lét, nó chả đi đến đâu, nó chảy máu tới đó. Nhưng mà không Ngọc Nhi. Về Hoàng thì đỡ hơn. Con đi có khó khăn lắm không? Dạ không, đi kèm. Đi kèm được hả con? Nhưng mà cái gáy của con hôm nay nó làm sao rồi con này? Con chuyển quay đây con nào. Gáy thì nới nặng, con quay lại cho cho. Ok, con ngủ xuống rồi, hôm nay đỡ này.
Vậy con có gối ở đền trên này không? Con nằm người sao? Nằm nghiêng hả con? Tức là khi ngủ cháu phải lấy lá chuối. Lấy lá chuối để lót đấy. Để nó không bị dính. Là chưa non đấy. Cho nó mát hả? Nó không bị dính, còn vô quần vô áo thì nó lại bị dính, lúc lôi quần áo ra là nó bị bết ở trong, nó không ra được. Đấy là hôm con đến trường thì các bạn có mặc cảm với các bạn không? Dạ có. Có. Hả? Nhưng mà các bạn có chơi với con không? Có, nhưng mà mình biết chơi chung được với nhau. Mà con có buồn lắm không? Có. Cũng có hả? Tôi cố gắng con, nhưng mà con vẫn can đảm, con vẫn đến trường, con mặc. Nhưng mà đi học được đó là một cái kỳ tích đó. Can đảm lắm, nghị lực lắm mới được. Nhiều anh có tay có chân ngón như khản hôi, nhát học, trốn học, bỏ học, lười học, nhưng mà đây này, tay chân đó, như vậy mà cứ kẹp cái bút vào giữa đó là để viết đó. Viết cả hai tay hả? Mà Việt Hoàng được năm nay được giấy khen nhỉ? Đây này. Học sinh tiên tiến luôn này. Tiến luôn đó. Siêu sao đây? Sách của vợ của cháu đây. Đây này. Cầm bút viết đi. Cầm bút viết. Tí nữa viết. Lớp 12A luôn. Trời, quá này. 12A trường Chu Văn An. Trường Trung học Chu Văn An đó. Để con có hai em mà. Dạ, con có hai em. Em gái hả con? Con trai. Em trai. Thằng em trai. Ba đứa. Hai thằng em. Còn hai thằng em. Một thằng học lớp 8. Nay lớp 8. Một thằng là nay lớp 6. Nhưng mà thằng lớp 6 này đang ốm. Nên là mẹ lại phải đưa lên. Để khám thì người đang phải có hai thằng ốm. Rồi cũng phải lại chuẩn bị qua năm học nữa. Mà cái thằng nó lâu nay lắm, yếu, ốm. Rồi hôm nay lâu rồi cha cũng với đi thăm lại Việt Hoàng nhé. Hôm nay các sơ có gì cho Việt Hoàng? Đây, bây giờ gửi cho Việt Hoàng với bà luôn nhé. Việt Hoàng không làm cái việc thì bà ông và bà như ấp phẩm. Đây là từ vừa. Hôm nay làm chuẩn bị tôm nữa này. Tôm của quý nhân, tôm một cân. Và đây là tiền nhá, 3 triệu đồng của gia đình của cô Anh và chú Đại đó. Cô chú Đại Anh đó, giúp con từ lâu nay nhá. Thì đấy là chú ở bên Tây Úc cơ mà luôn luôn chú nghĩ đến Việt Hoàng thôi. Cô chú cứ gửi tiền về giúp cho Việt Hoàng lâu nay nhá. Thì bây giờ con cảm ơn cô chú Đại Anh nào. Con cảm ơn cô chú Đại Anh đã nhiều lần hỗ trợ con về những tiền rồi các là quà tặng nữa. Cảm ơn chú đã quan tâm đến con từ bấy lâu nay. Rồi bây giờ thì con nhờ sự quan tâm của rất nhiều cô, Hoàng là đông các cô lắm. Rất nhiều các cô, các chú. Rồi lâu nay thì cô chú Đại Anh ở bên Tây Úc là giúp cho Hoàng. Cho nên là Hoàng hôm nay đã hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 12. Tức là xong trung học rồi đấy. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ đi một cái bước tiếp theo. Đó là đi học nghề để có thể đứng vững trên cái đôi chân của mình. Thì hết lòng cảm ơn anh chị Đại Anh. Từ hồi đến giờ đã giúp đỡ cho Việt Hoàng để cháu nó có cơ hội được hoàn thành chương trình phổ thông trung học. Giờ không phải là giúp mình Việt Hoàng mà thôi, mà anh chị giúp rất là nhiều. Trong đó có em Nghiêm Quang Kiều, Nghiêm Việt Anh, rồi em Lưu Trí Dũng, em Phương Chi, cô Lò Thị Hải ở trên Thường Xuân. Rồi đấy là những trường hợp mà anh chị Đại Anh đã cưu mang mấy năm nay. Thì cầu xin Chúa và trả công bội hậu cho gia đình của anh chị Đại Anh. Xin chúc cho gia đình luôn được nhiều hồng ân của Chúa, nhiều sức khỏe, công ăn việc làm. Tấn tới để anh chị cùng các cháu lại tiếp tục giúp đỡ cho những người
có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ gặp cái cảnh khốn khó trong đường đời của mình. Rồi cha cũng chúc cho con, chúc mừng con là học xong trung học nhé. Rồi bây giờ thì sẽ bước sang một cái trang sử mới, tức là sẽ đi vào học nghề, học về ngành công nghệ thông tin tại trường khuyết tật ở trên thành phố. Chúc cho ông bà được khỏe mạnh nhé. Vậy thì ông bà thì chả có cái chi trời mới thật là ông bà thì yếu, không làm được. Mà tất cả là con cái cháu đó là nhỏ các cô, các chú, rồi nhà trước mắt là cha. Rồi sau đấy là các cô, các chú đi xa thì có lòng hảo tâm để giúp cho cháu. Gia đình cũng chả có chi trời. Tôi là cảm ơn tất cả anh em, là các cô, các chú thì tạo điều kiện cho cháu cũng đảm bảo một cái thành quốc an đi. Vâng. Nên là gia đình xin cảm ơn. Vâng. Vâng, cảm ơn ông bà nhá. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn gia đình của anh chị Đại Anh bên Tây Úc. Xin chúc lành cả công bày hậu chờ tất cả. Sơ tình động viên cháu một câu. Con nhá, sơ lần đầu gặp con nhưng mà sơ rất là cảm phục con nhá. Cái nghị lực như thế này mong sao đó thì con cố gắng học nghề giỏi nhá. Đó là cái động lực cho em con này. Rồi cho các bạn khác nữa đang lành lặn chân tay khỏe mạnh thì các bạn cũng bắt chước con đó để học giỏi hơn, có ích cho gia đình, xã hội, bản thân nữa nhá. Rất là tuyệt vời, Hoàng giỏi lắm nhá. Rồi, rồi bây giờ thì Hoàng thử viết để cho sơ tỉnh coi là 12 năm trời con đi học con viết như thế nào nhá, con ra bàn, phải ra bàn mới viết được. Rồi bây giờ con viết vào đây, con chào sơ tình. Rất là cháu cảm ơn cô chú Đại Anh nhá. Cô chú Đại Anh rất giỏi văn đấy chứ, chữ là chỗ nào viết hoa như đấy là chữ là thường giúp đỡ cháu trong những năm qua, viết một dòng đó, một dòng dưới đã thường giúp đỡ cháu trong những năm qua. Rồi, đây. Vâng. Đây. Quá nhỉ. Em viết chữ cũng đẹp. Cháu cảm ơn cô chú Đại Anh đã thương giúp đỡ cháu trong những năm qua. Đấy. Cô chú Đại Anh là cùng với các cô, các chú nhá, từ trước giờ đã giúp đỡ con, đó là những người mà bước đi trong cuộc đời của con. Thì con cố gắng để con học theo dõi để khỏi phụ lòng các cô, các chú nhá. Rồi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!